Nhiều nơi trên cả nước tổ chức bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2 tháng 9 trong sự hân hoan của người dân và du khách trong và ngoài nước. Dù là những ngày nghỉ Quốc khánh 2 tháng 9, nhưng trên các công trường xây dựng, hàng ngàn kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài thi công để đảm bảo dự án đúng tiến độ. Bão Yagi tiến vào Biển Đông rạng sáng 3 tháng 9 và trở thành cơn bão thứ 3 ở khu vực này. Dự báo bão Yagi sẽ tăng lên cấp 16 khi tiến gần các tỉnh từ Quảng Ninh đến Phú Yên. Xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam trong 8 tháng đạt hơn 40 tỷ đô la Mỹ, trong đó Hoa Kỳ lần đầu vượt Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu với giá trị lớn nhất. Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho hay đang điều trị cho bé gái 14 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, mắc bệnh Whitmore, một bệnh nhiễm trùng nguy hiểm hay còn được gọi là nhiễm vi khuẩn ăn thịt người. Mỹ tịch thu chiếc máy bay thường xuyên được Tổng thống Venezuela sử dụng sau khi xác định giao dịch mua phi cơ vi phạm lệnh trừng phạt. Ít nhất 4 người đã bị bắn chết trên một chuyến tàu điện ngầm ở thành phố Chicago, Mỹ trong sáng ngày 2 tháng 9. Các nạn nhân có thể là người vô gia cư, đều là hành khách trên tàu. Bây giờ là 18 giờ. Mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức có ngay sau đây. Điểm nhấn của màn trình diễn bắn pháo hoa trong ngày Quốc khánh 2 tháng 9 là thành phố Hồ Chí Minh. Dịp 2 tháng 9 năm nay, thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa 2 điểm tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức và công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11. Trước đó, hàng ngàn người dân đã ùn đổ về những điểm tổ chức bắn pháo hoa để chọn những vị trí đẹp nhất ngắm pháo hoa. Đúng 21 giờ, màn trình diễn pháo hoa tầm cao chính thức diễn ra và được kéo dài trong 15 phút. Với 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 dàn pháo hoa tầm thấp và 10 dàn hỏa thuật được phóng thẳng lên bầu trời, người dân thành phố Hồ Chí Minh và du khách có được một đêm trình diễn pháo hoa ấn tượng và đầy cảm xúc. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng tổ chức bắn pháo hoa phục vụ người dân và du khách như Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Thuận, Đắk Lắk, Quảng Bình. Tại các điểm bắn pháo hoa, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy đều được chuẩn bị nghiêm túc, giúp người dân và du khách đón ngày Quốc khánh trong niềm vui và an toàn. Trên công trường thi công dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, hàng ngàn kỹ sư công nhân vẫn miệt mài thay ca nhau làm việc 24 trên 24 giờ với những hạng mục của ba gói thầu XL1, XL2 và XL3. Tại gói thầu XL1, đoạn qua xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, các kỹ sư công nhân đang tiến hành trải thảm những mét bê tông nhựa. Nhà thầu đã huy động 3 dàn thảm nhựa bê tông nhựa với mỗi dàn gồm 1 máy trải, 4 máy lu, 30 xe vận chuyển bê tông nhựa. Nhựa trải đến đâu, các công nhân điều khiển xe lu đến đó. Tại gói thầu XL2 đi qua thị xã Đức Phổ có chiều dài hơn 27 km, trên tuyến có 29 cầu và 2 hầm xuyên núi. Nhà thầu đã huy động 512 máy móc thiết bị và 1.450 nhân sự, triển khai 18 mũi thi công, làm việc 3 ca 4 kiếp. Gói thầu XL3 dài gần 31 km, kéo dài từ thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi đến thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Trên tuyến có hạng mục hầm số 3 là hầm đường bộ dài cao nhất được xây mới trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Sau gần 20 tháng thi công, sản lượng thực hiện toàn dự án đạt hơn 5.450 tỷ đồng, tương đương khoảng 40,5% tổng khối lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, công nhân kỹ sư vẫn làm việc trên các công trình trọng điểm trong các ngày nghỉ lễ 2 tháng 9. Tại công trình xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàng, Cộng Hòa, quận Tân Bình, nối vào nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, công nhân đang khẩn trương tiếp tục hoàn thiện mặt nền đường và bó vỉa hè. Dự kiến công trình hoàn thành cuối năm nay, ngoài kết nối ga T3 sẽ phá thế độc đạo của đường Trường Sơn ra vào sân bay, giúp giảm ùn tắc cho khu vực quanh sân bay. Dự án có chiều dài khoảng 4,4 km, điểm đầu tại vị trí giao đường Trần Quốc Hoàng, Phan Thúc Duyện, điểm cuối tại vị trí giao đường C12, Cộng Hòa, Trường Chinh. Công trình nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 đang được đẩy nhanh tiến độ nhất có thể. Các công nhân tích cực thi công hoàn thiện hầm kính. Dự kiến nhánh hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ sẽ thông xe trong tháng 9, hoàn thành đồng bộ vào tháng 12 năm nay. Dự báo đến 7 giờ sáng mai 4 tháng 9, bão cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 740 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 9, cấp 10, giật cấp 12.
bão giữ hướng nhưng giảm tốc độ còn 10 km một giờ. Đến 7 giờ ngày 5 tháng 9, bão cách đảo Hải Nam khoảng 400 km về phía đông, mạnh cấp 11, 12, giật cấp 14. Những giờ tiếp theo bão giữ tốc độ và đổi hướng Tây. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 9, bão trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam, sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định bão Yagi khi vào Biển Đông sẽ liên tục tăng cấp do gặp các điều kiện khí quyển như gió, khí áp, nhiệt độ thuận lợi để mạnh lên và di chuyển chết về hướng Tây. Do ảnh hưởng của bão, từ hôm nay vùng biển Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 11, 12, sóng biển cao 3 đến 5 mét. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, trong 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt 40,08 tỷ đô la Mỹ, trong khi nhập khẩu đạt 28,28 tỷ đô la Mỹ. Nhờ đó, ngành nông lâm ngư nghiệp đã xuất siêu 11,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 68,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, Hoa Kỳ đã vượt Trung Quốc để trở thành thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 8,58 tỷ đô la Mỹ, chiếm 21,4% tổng kim ngạch và tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 8,17 tỷ đô la Mỹ, chiếm 20,4% tổng kim ngạch và tăng 10,2%. Đại diện Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết Trung Quốc là thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong năm 2023, chiếm tỷ trọng tới 23,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành này. Tuy nhiên, xu hướng này thay đổi trong 8 tháng năm nay với sự vươn lên của thị trường Mỹ. Đây là ca bệnh nhiễm vi khuẩn ăn thịt người đầu tiên ghi nhận ở Đồng Nai. Trước đó, đầu tháng 8, bệnh nhi nổi hạch ở vùng cổ và được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khám. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán viêm hạch, gia đình lấy thuốc về cho bệnh nhi uống. Tuy nhiên, sau đó tình trạng bệnh nhi vẫn không đỡ, vùng cổ phải xuất hiện áp xe phần mềm. Gia đình đưa bệnh nhi vào bệnh viện mổ lấy hạch, lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm. Theo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, sau thời gian điều trị, tình trạng của bệnh nhi đã ổn định và đang chờ điều trị đủ liều kháng sinh là có thể xuất viện. Theo người nhà bệnh nhi, trước khi phát hiện, bệnh nhi chỉ ở nhà, không đi khỏi địa phương, chỉ đi học ở gần nhà. Sau khi ghi nhận ca bệnh, ngành y tế Đồng Nai đã tiến hành phun khử khuẩn trong nhà, xung quanh nhà bệnh nhi, đồng thời lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhi để theo dõi sức khỏe. Đến nay, người thân trong gia đình và bạn học của bệnh nhi chưa phát hiện triệu chứng bất thường. Theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ, chiếc máy bay đã được mua bất hợp pháp với giá 13 triệu đô la Mỹ thông qua một công ty bình phong và được tuồn lậu ra khỏi Mỹ để ông Nicolas Maduro và những người thân cận với ông ấy sử dụng. CNN đưa tin Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tư pháp và Bộ Thương mại Mỹ đã phối hợp thực hiện chiến dịch tịch thu chiếc máy bay Dassault Falcon 900 tại Cộng hòa Dominica và đưa về sân bay ở Florida vào sáng 2 tháng 9. Đây là chuyên cơ mà Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thường xuyên sử dụng. Một số quan chức Mỹ so sánh nó như Air Force One của Venezuela. Máy bay do công ty Pháp sản xuất, thân màu trắng sơn sọc xanh dương và đỏ. Chiếc máy bay đã ở Cộng hòa Dominica trong những tháng gần đây. Giới chức Mỹ nói vụ tịch thu được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ từ Cộng hòa Dominica. Hãng tin CNN dẫn nguồn từ phó cảnh sát trưởng Forest Park Chris Chin cho biết vụ xả súng xảy ra khi chuyến tàu đang di chuyển trên đường vào ga tàu Forest Park. Trong 4 nạn nhân có 4 người ở một toa và người thứ tư ở toa khác. 3 người chết tại hiện trường, người thứ tư được đưa đến Trung tâm Y tế Đại học Loyola ở Maywood và tử vong sau đó. Sau vụ xả súng, nghi phạm có thể đã xuống tàu tại trạm dừng Harlem trên Blue Line của CTA. Sau đó đã lên Vinh Lai, nơi người này bị cảnh sát bắt giữ sau khi gây án khoảng 1,5 giờ sau đó. Cảnh sát Chicago đưa ra mô tả về đối tượng tình nghi dựa trên hình ảnh từ camera giám sát và đã bắt giữ nghi phạm cùng với tang vật là một khẩu súng.